Rồi chào các bạn nha. Mình đang chuẩn bị đồ để chuẩn bị đi thăm bể gắn nè. Ồ yeah, sáng mình kêu quá trời kêu luôn. Cái lùi gắn mình chắc như vài bữa nữa bán được rồi. Đây mấy con ếch nè. Nước ếch mình lòng bên Tiền Giang qua chơi nè. Mà anh đi soi bằng đi các bạn. Bắt ếch cặp còn nữa, chập bá. Mới làm hết món rồi. Còn lại mấy con bự nè. Mình chắc bữa nay chiều hay mai quá. Rồi cho kiếm món nào đó làm thêm nữa. Giờ ếch đồng chỗ mình là hiếm á, con nào nó chập bá nữa vậy. Yeah, kiều qua và kiều đây con gắn này. Hôm qua hai gắn lãi, ba mình cũng ăn nhậu rồi. Đây còn hai gắn ngựa, ngựa qua mình dính rồi. Nó nằm rồi. Rồi cái gì tới điểm thăm mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Mong là hôm nay có hàng khủng. Chuyện qua được con 900 gram mừng quá. Tốt rồi, hồi chót nó chứ, gần cuối nó còn mấy cái dính được gắn khủng. Mong là bữa nay kiếm được con bự bự nữa. Rồi, cái gì tới điểm thăm mình quay tiếp. Rồi, tới điểm thăm các bạn ơi. Các bạn thấy không? Cảnh đồng lúa đẹp ghê không? Xanh bát ngát. Ở bên đó là đường lộ. Chỗ này cũng mắc hết 2,7 khu vực này. Xe chạy quá trời. Đây, cái bẫy đầu tiên của mình đây. Mở hàng xuống xẻ cái coi. Cái tên có con gì không đi, có con găng chứ đừng nói có con chuột nghe. Cút nè. Trời ơi, chuột chết quéo gì chợ. Trời ơi, chuột chết nữa rồi, cái đầu tiên chuột chết. Buồn như con chuồn chuồn luôn. Để bỏ chuột vô mình đặt tiếp. Rồi, cái tiếp theo luôn. Nãy giờ thăm hai cái chất quất à. Chỗ này là lúc trước dính gắn hoành, khoảng 400 gram. Nãy coi kiếm con khủng khủng có sức lội xin là mương tiếp coi. Quất à. Ồ, dính được gắn hành. Ồ, gắn này nhỏ chứ không được bự các bạn. Trời ơi, kẹt đầu. Mới kẹt hơn còn sống. Bó tay chứ gắn cũng 300 gram bán được rồi. Rồi lợi gì mà bị kẹt đầu chịu đời nói không. Thôi để mình xử lý cái này á. Bị kẹt đầu à. Cái này cái kế bên mới dính gắn hành luôn à. Gắn hành mình đặt mấy anh đó. Còn cái này đặt mấy anh đây. Cái này cái bẫy mới sau này mới đặt thăm cũng lần chất quất à. Mới mình đem theo 4-5 cái mình đặt thêm vô. Có con gì không đây? Mở khủng khủng cái coi. Sao không thấy biểu hiện gì hết rồi ta? Không có thấy cất đá gì hết vậy Phúc à. Chuột đâu rồi? Rồi chuột chết nữa thôi. Ờ hên chuột còn nữa đâu chết chứ. Để phát lương cho nó. Rồi để mình đậy lại, cái chỗ này khó đậy quá. Tuốt trong hốc. Chỗ này im quá trời im luôn. Thăm hai lần này lần thứ hai chưa dính. Trước sau cũng bợ. Cảnh đồng lúa các bạn thấy đẹp không? Xanh ngơ ngác luôn, xanh quá trời. Cái này chắc khoảng tháng nữa hái là cắt được rồi, thu hoạch được. Đây gần nhà ta. Bánh gì? Bánh thấy sao? Cái cầu trắng trắng hay trắng cái trà na đó, thẳng qua. Cái cầu huyền thoại của miền Tây đó. Trà na chà. Mấy mình bác cái quá trời luôn. Mình bác này mà nó chín nó dạng bạn. Dầm để miếng đường để đá vậy. Ngon nhất nách. Hồi nhỏ phải ăn mấy cái đó đó. Thường đi hái ăn. Cái này gọi thăm chất quất. Bợ con khủng khủng coi. Quất à. Trời ơi. Nó hoành cái chút ép. Nãy giờ dính hai con còn chút xíu không ta. Mini không à. Không thấy hàng khủng à. Này, nằm tròn ỉnh à. Nướng chuột bụng trong bốc. Để bắt nó ra. Nhỏ quá. Con này chắc khoảng 2,5 gram à. Trời đang nắng vậy chứ mưa mấy ngày nay nhiều khi đang nắng chang chang vậy mưa nó mưa khổ ghê đó. Mà trời nắng thăm nó cực thiệt nhưng mà đỡ hơn trời mưa. Ui xin lỗi bạn nha, gắn nó quắn vô cái nó quay nè, xíu nuốt bụng chuột chập ba. Rồi để anh bỏ chuột cho đặt tiếp thôi, hãy giờ mini thôi. Chỗ này rồi dính gắn hoành khoảng nửa ký, cái này rồi ta gặm lắm tại người ta mới đốn mà chặt, người ta chặt xuống hết. Bài đang bài hốt con khủng khủng cái coi khủng khủng nào
đừng có mắc cái bẫy quế lắm à. Trời, chuyện gì đã xảy ra rồi luôn, xong con cá lồng tông luôn, mắc cái bẫy luôn các bạn ơi. Bẫy rồi dính gắn 600 gram của mình, thôi buồn luôn. Nghe, chỗ này chống lỏng nè, chỗ mình dẹt mình đặt nè, đủ cỏ vậy người ta ai thấy hay chà. Chỗ này nè, lại mắc cái bẫy nữa, buồn như con chuồn chuồn luôn rồi. Ngồi tại kỹ kỹ bà cố luôn vậy cũng bị mắc, xui xẻo thiệt. Mình kéo xuống một tủ này nè, đúng giang hồ hiểm ác quá. Mình buồn thì mình làm cái gì đây, thì mình phải ca. Ngày xưa có con kiến nó bận con voi, nó lôi con bò xuống sông nè, mới dính gắn hoành nè bạn. Mình thấy khoảng nửa ký lô hơn á, nửa ký hơn á, khoảng 600 gram gì đó. Mình thấy nhìn không rõ lắm nữa, mình thấy bự lắm, khoảng nửa ký hơn à. Tại nghe sáng cạp á, các bạn nghe sáng cạp không? Đây quay các bạn xem, múc sáng cạp luôn. Cái bẫy này nãy mình tính bỏ luôn á, nghĩ là đất nó lấp hết rồi, bởi vì thôi chắc nghi bỏ. Sao mình đi lại mình bới sao thấy được gắn mình cầm đi luôn, không dám bắt. Tại đó nhiều người lắm, 5-6 người đang sáng cạp ngoài đó, nó cạp cái cống đó đó. Mình xích đằng kia chút xíu, mình đem cái bẫy điện hồi mình mở gắn ra, bắt ra cho bạn xem. Bên đó có hai người nữa kìa, đó các bạn thấy không, hai người đang làm nghỉ trưa đó, cái chân góc nhãn bự đó. Đó, cái này là con cái này, cái này gọi thăm Trung Quốc. Ồ, có cứt rồi, có cứt rồi nha, các bạn thấy chưa, có cứt là có tiền á, nè đây nè, nè cái miếng hôm nè, có cứt là có tiền, cút à. Ồ, gắn hành nhỏ chứ không được bự á, nè cứt rẻ mà miếng hôm gớm không. Rồi đem đây bắt luôn hai câu luôn, hiếm quá đã, quá đã. Tại có hai người ngồi cái bên mình không dám nói chuyện lớn nữa. Vô mánh này thăm hai cái quất hai con luôn. Rồi giờ bắt con nhỏ này trước. Cái này gọi thăm Trung Quốc. Ủa, lúa không? Đó các bạn nghe ta kêu sùm không? Mình mới mắc cái bẫy nãy buồn như dễ sợ vậy. Cất nẻ nè. Gớm. Nên bắt con này. Con này cũng khoảng cũng thấy con bự chứ đâu nhỏ đâu. Con này chắc khoảng 350-400 gram á. Chắc như người ta đang đào cái cống nặng ngoài cái bờ, người ta làm đường cái cống á, chắc nó động trong hang nó đi ra nó ăn nhiều. Ôi đừng kẹt đậu nha. Thôi tranh thủ kéo nó ra nó kẹt đậu. Đây còn. Nên bỏ vô túi cái đã. Cái vỏ mình để vô cái cây quay mình á, mình để vô cái vỏ luôn, mấy nó đụng lắc hoài. Cái cây chân quay trước ngon dễ sợ luôn, mà mình đi cầm câu cá lóc á, dắp cái miếng lưới mình té chống cái tay xuống á, gãy luôn cái chân ổn dễ sợ. Bây giờ mình thầm mình bẫy xong rồi mình quay phim á, rồi mình phải bỏ vô cái vỏ vậy đó, bắt tiện. Bạn nghe sáng cạp không, nó múc không? Rồi mình bắt tiếp thêm cái con này nữa, vô mánh, vô mánh hai cái hai con luôn. Con này bự, mình thấy bự lắm, cái ten nè, thấy không, quả đã, quả đã. Ui này nó hiểu ngoài miếng thơm nè. Anh bắt ra con này chắc mình đoán chắc cũng khoảng 600 gram hơn á, tại gắn này tháng này nó cũng hơi ốm á. Chà bá luôn, cái tiền ôi ỉa hơn cái này. Nãy mình tính chạy ngang tính bỏ luôn rồi, tại có 5-6 người ta đang đứng nữa đó, mình tính bỏ luôn rồi, nghỉ sáng lắp rồi, chắc lắp luôn cái bẫy mình hơn sao mình đặt xuống mấy mương, chịch xuống mấy mương chút á, lắp chưa tới mình bợ mà mình bỏ tranh thủ mình cầm mình không thấy dính rồi mình đi luôn. Nó tông cái đầu, nó tông đầu chạy chưa, rồi bỏ vô luôn. Để mình bỏ chuột mình đặt lại hai cái này, quá đã, quá đã. À, các bạn thấy không, chập bá luôn. Đây mình có con cái nữa, cái này gọi thăm chuột chết queo.
chim chảo kêu. Bữa nào mình đi bẫy chim chảo mửa mới được. Ở nhà mình có cái bẫy chim chảo của ba mình mua. Không bẫy lâu rồi, cũng về trước dính nhiều lắm. Bẫy bằng cái mồi ớt á, ủa mồi ớt á mà. Ớt chuối á, chuối chín á. Cái này cũng ngon lắm. Rồi thăm chuột nghèo. Quốc à. Trời ơi, chuột hello mình, chịu đời nổi không? Nhớ có sức khỏe nha. Rồi mấy chú gắn đi tới lui nhớ mời nó chào đạo nha không? Tại này gần mấy chỗ mấy người người ta đang ngồi mà. Mình nó nhỏ không dám nó lớn. Nguy hiểm luôn mình gặp. Để mình đẩy cỏ kỹ lên mới được. Vậy mất bẫy hoài. Này có mấy chú làm vườn. Cái bẫy này lúc trước mình dính gắn khoảng 300 gram bạn. Rồi làm cái tiếp là thăm Trung Quốc à. Này bà thêm con khủng khủng coi. Sáng giờ chưa có hàng khủng à. Quốc à. Ồ, đường gắn hoành. Con này cũng khoảng 350 gram à. Để mình mở bao đây nha. Có mấy anh vườn kế bên á. Ngồi nghỉ trưa. Trời em mưa chắc ngồi mưa nữa quá. Cái tên trời ơi nước bụng nước cái bụng con chuột chà bá không nhỏ giống bự này khoảng 350 gram à, tại nước cái bụng nước con chuột á, con chuột mới nuốt chắc mới ăn tối nè, bụng chà bá. Ồ ép bịch lúa mình ngoài luôn, nó ăn con chuột á nó chưa tiêu quá. Quá đã quá đã. Cái này cái bụng nè, ui ỉa tùm lum chưa, bụng chập bá, nuốt chuột nó chắc mới ăn tối à. Rồi để anh bỏ chuột vô mình đặt tiếp thôi, ỉa quá trẻ có... không sao không sao, có cứt là có tiền. Hôm nay anh thăm ở khu vực đồng lúa các bạn, cái khu vực này là hồi lúc trước mình trúng luôn á đó. Đó các bạn thấy cái máy cứu không, nãy mà mình dính con gắn á, hai con bên đó đó, bên đó thêm tính ra bên đó mình dính 4 cái, mình đặt có 4 cái mình dính 3 con. Hai cái máy cứu đó đó, nó xíu nè, hai gắn bự bự của mình là xíu tưởng đâu xong rồi. Nãy mình tính bỏ luôn cái lợp rồi đó. Hên sao mình moi sao cái lợp mình còn đặt với mấy mưa chút á, chưa lóc hết. Này một con cái nè. Cái bẫy nãy bắt gắn á, có 3-4 người chú ngồi cái kế bên hông vườn á, mong là mấy cái bẫy đó lần sau vẫn còn. Nãy bí quá thôi kệ bà đó, còn cái thôi xác lên mấy người đó đó, thôi sẵn thăm luôn chứ sao giờ còn cái một. 4 cái khu đó đặt 4 cái. Hên thăm thôi dính luôn. Nãy coi. Quốc à. Ui gắn hoành chập bá nữa. Quá đỡ quá đỡ. Dùng ánh rồi dùng ánh rồi. Này vô rồi, con này cũng bằng bằng con nãy á, bự hơn à. Để mở ra, con này chắc khoảng 700 gram quá. 700 gram là khủng rồi. Lớn nhất rồi. Này vô mánh rồi. Khu này rồi trước mình thăm cũng vô nữa. Trúng, hôm nay khu lần khu này là ngày thăm cũng trúng. Mà đã chịu rồi mình thăm mình thử thách. Con rắn bự quá chưa ra khỏi bẫy mình ỉa nghe nó yếu xè 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 chổng rồi. Ôi, con này bự luôn mà. Chập bá luôn á. Ôi nó đang ngón chuột à. Úi, gớm quá. Để cho nó ói ra cái nè. Để mình thấy ngón chuột. Ghê. Con này đỏ chắc cũng khoảng 750-800 gram à, 750 gram, không tới 800, không tới 800 gram đâu, nhưng mà khoảng 750 gram. Con chuột ra gớm á, này mới ăn tối. Cái khu bẫy vậy các bạn để ý, bác bẫy gắn các bạn để ý đi, nó gắn nó ăn đi á, lại đi theo kiểu như là có khu nó đi ăn lọt một đợt một, cái hạn từng đi ăn lần một. Lần này chẳng hạn các bạn mà để 3 ngày hay 4 ngày đi thăm lần thăm thắt, nhưng lần sau ba đảm các bạn thăm chúng, nhưng mà lần sau nữa các bạn thăm thắt. Kiểu như là một tuần đi ăn lần á. Con này cũng 750 gram à. Quá đã quá đã. Có hàng khủng à. Ghê quá đã không. Vô mánh vô mánh. Rồi nhân thủ bỏ chuột vô đặt tiếp thôi. Con này đỏ ché bất ngờ luôn. Quá đã quá đã. Cái này rồi dính gắn lãi kẹt đầu chết. Ồ, có tay nào bẫy gắn thì sao ta. Có đồng nghiệp cái gì ta. Giọt chỗ. Giọt chỗ trống lỏng im quá trời luôn. Chỗ này là đợt gì rồi á, mình đặt cái bẫy xong á, mình lấy lá chuối bên đây nè,
mình kéo qua xích đằng kia kìa, cái bẫy rồi mới dính gắn hoành á, mình kéo qua cho tự thấy cái bẫy đồng nghiệp sát bên luôn. Thôi bỏ cái mình đi đặt thuốc đây luôn. Thằng này coi kiếm con khủng nữa, cái coi khúc à. Ủa ờ hên con chuột còn. Tưởng đâu con chuột mình nó quay teo rồi chứ. Thôi phát lương cho nó. Bây giờ trời mưa rồi, chắc bữa nay mưa nữa quá. Các bạn thấy không? Đó, trời giờ đang gió, cái này chắc nghiêng hồi mưa nữa. Cái này gì rồi mình mới về nè. Rồi mình đặt cái găng gốc cây đó. Thăm ba lần chút quất. Mình về qua bên đây. Bữa nay thăm có vẻ trúng mánh. Đỡ mấy ngày trước thăm thắt quá. Cú nè. Ủa của anh nữa quá đỡ quá đỡ. Cái này bự không ta? Ủa con này cũng nửa ký à. Quả đã quả đã. Trời ơi cái bao mình chuột trắng banh chạnh chơi. Cái tên trời ơi cái bao chuột trắng banh hết trơn. Đây con này cũng nửa ký hơn à. Không thấy cứt đáy hết trơn ta. Không thấy chuột cứt đáy hết. Ngắn này sạch sẽ. Rồi để anh bắt ra. Bự quá chứ. Con này hơn nửa ký là chắc. Này 600 gram là lỗi nhất kìa. Thấy bự quá nè. Cho nó bò ra. Chạy uổng. Uổng lắm đâu. Rồi qua đây nè. Qua đây nè. Đúng rồi ra. Trời ơi chui dữ. Kéo ra luôn cho rồi. Ủa, phanh bự chập phá. Ngắn khó bắt ta. Chui cho nó chui. Chui đâu cho kẹt đầu không. Đúng rồi ra. Quá đã quá đã. Thầy. Con này lợi nhất cái chắc rồi. Thằng khủng không nghĩ đáy gì luôn. Chuột còn. Chuột bụng nuốt trong nóc rồi mà. Nè. Rồi tranh thủ bỏ chuột vô đặt tiếp thôi. Cái này trúng bánh. Kiếm con khủng khủng nữa cái coi. Bữa nay lỡ trúng bánh này cho trúng bánh luôn. Ồ ồ. Các bạn thấy gì chưa? Chỗ tay mình chỉ đó. Cứt á, cứt gắn á. Có cứt là có tiền. Đừng nó gắn nhỏ xíu, ón chuột bò ra mất tiêu giống như các bạn hôm bữa nha. Quốc à. Ồ, gắn hành quá đỡ quá đỡ. Ồ, gắn hành cũng to to à. Ồ, con này trong khoảng 4,5 gram. 400 tới 4,5 gram. Rồi ra cho thủ ra bắt cái này gần gặp lộ. Nguy hiểm quá. Cái quần mình gách đường chập bá lưỡng cho cái hán luôn. Bó tài chứ. Này bữa nào mua bao bố bạn chứ. Bạn quần giải cái gách quần gách đáy hoài các bạn ơi. Bữa đẩy đường một phát chà bá lửa và thòn vô quán nước mía của nhỏ em gái nào đó không biết nữa. Cũng trên đường này nè. Hồi bữa đó. Ngồi tỉnh bơ. Để hò xong về tới nhà thấy trời ơi cái quần. Cái đáy gách một đường chập bá lửa. Con này cũng khoảng 4,5 gram gần gần nửa ký á, nửa ký có à. Đó, quá đã quá đã. À, con lành luôn. Ỉa ra ngoài đây ỉa. Rồi mình tranh thủ mình bỏ chuột vô đặt tiếp thôi. Cái này trúng mánh à. Này khu lúa các bạn thấy không? Chỗ này gần nửa tháng nữa, chắc khoảng nửa tháng tháng nữa là cắt thu hoạch được rồi. Đây là khu vực trước mình thăm chúng. Khu vực đồng lúa huyền thoại của mình. Đây con cái. Cái này vừa gọi như chất quốc. Cái đằng kia mới dính. Cái này chất quốc. Cái này chỗ này là địa điểm mà bữa đó mình mắc cái chìa khóa xe. Kiếm gần cái tiếng hồi mà không thấy. Đặt có hai cái bẫy biết rớt gần hai xung quanh hai cái bẫy này đó. Mà kiếm hoài không thấy. Bữa hên có người em nó cũng đâu. Ở ngoài đang chạy ngang đường á. Nhờ họ đấu xe giùm.
đâu có dây để mình chạy về, xe mình không có tủi vít, mà không có điện thoại, bữa đó không có đem, không có đem điện thoại theo gì hết á. Tưởng đâu xong xà bông con cá lồng tông luôn rồi chứ. Đợi con khủng khủng nó coi, cái này trúng mánh cho chúng luôn. Nhẹ quá ta. Khúc à, trời ơi, con chuột nó còn hello mình luôn. Cái bẫy này nó ngon mà cố luôn, mà sao không dính ta. Bẫy này khó đậy quá, để mình tắt máy mình đậy nó nè. Còn cái này ba cái nữa là hết rồi. Cái này dò mình thăm cũng chút quá. Thằng này hốt cái coi, có dấu hiệu gì không, cất đá gì không. Không, có vẻ im hiu quá, hiu quạnh quá, không thấy biểu hiện gì hết. Cút nè. Rồi con chuột chích queo luôn, buồn như con chuồn chuồn luôn. Thôi để mình thay chuột, bó tay chứ. Chuột mình cho ăn đầy đủ lắm mà sao chích queo vậy ta. Rồi cái bẫy này, cái bẫy cuối cùng của chuyến thăm ngày hôm nay không. Mông hốt hụt chót á, coi bỏ con hành ký mấy. Cái này lý tưởng quá mà, đã gò thăm Trung Quốc. Cái động tĩnh gì ở đây, đá gì không, im ghe ta. Nãy coi cút à, con chuột nó còn luôn, hello mình luôn, chịu đời nổi không. Chuột thanh thản quá vậy ta, nãy phát lương cho nó. Lúa còn gì thôi, ổi thôi. Để hồi về nhà anh căng thử là được nhiêu nha. Bữa nay cũng trúng mánh chứ, nói chung bữa nay trúng mánh. Đây khu vực trồng lúa của mình, bữa đó lúc trước mình thăm chúng á. Bạn thấy đẹp không? Xanh bát ngát luôn. Xung quanh toàn là lúa không. Cái nào quay xong gì lần sau không, không còn cái bẫy nào không ta. Đó. Nắng chang chang luôn. Còn quay bốn quay hết luôn các bạn thấy không? Đẹp cực kỳ không? Xung quanh toàn là lúa. Rồi để về nhà mình căng thử coi được bao nhiêu. Bữa nay nói chung trúng mánh. Rồi về tới nhà các bạn ơi. Bữa nay mệt thiệt chứ, nhưng mà thôi bữa nay trúng mánh, bởi vì đi không thấy mệt lắm. Lại bữa nay thời tiết nó cũng không mưa, dạng cũng không nắng lắm. Ôi á, nói chung tiên hơi nực nhưng mà thông khỏe hơn là lúc trời mưa hay là trời quá nắng. Nhà mình ve dạ ve kêu các bạn nghe kinh khủng không. Rồi mời các bạn nước trà đá nha. Trà đá về quất cà trà đá nữa. Đá gì đâu. Bữa nay toàn là thăm hổ hành toàn tập luôn. Rồi hên bữa nay trúng. Quá trời hổ hành. Nay hổ hành không, không có con hổ ngựa nào hết. Đỡ quá. Nè các bạn thấy bị kinh khủng không. Quá trời các bạn. Này mình đoán chắc khoảng 3 kg à. Nhỏ có, bự có. Này nhỏ như đều được 2 con thì phải. Còn nhiêu từ 300 gram trở lên thôi. Này có con bự nữa. Con bự này chắc khoảng 750 gram á. Mình nghĩ chắc không tới khoảng 700 gram, tại tháng này nó hơi ốm quá trời đã. 600 gram cũng có, nửa ký cũng có nữa. Con này nè, con này chắc 700 gram, này mùa mưa là 750 gram. À để anh căng thử nha. Mấy cái mướp rồi biết ai cho nữa, chiều nay mẹ mới nấu canh. Cái tiền bao nhiêu đây? Ý à, ồ 3 kg, chỉ còn 2 kg chín quá đã. Hổ hành không 3 kg. Ồ nhiều mánh hôm nay chúng mánh. Rồi mình cũng xin kết thúc video ở đây, chúc các bạn xem video rẻ nha.